đại số 5 Simit gây tranh cãi, Vương Nhất Bắc dẫn đầu, Tiêu Chiến và Nhậm Gia Luân xém lọt top 3. Rất nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng khó chịu vì những nam minh tinh đẹp trai, lại có tài của làng giải trí hoa ngữ như Vương Nhất Bắc Thành Nghị, lại bị cho vào danh sách xấu trai này. Một chủ đề nóng hổi, đó là cộng đồng mạng đang xôn xao với cuộc thi bầu chọn từ đại xấu trai của showbiz hoa ngữ. Không có gì đáng nói cho đến khi bốn cái tên này đều đang là những mỹ nam cực kỳ nổi tiếng và nhận được tình cảm của khán giả ở thời điểm hiện tại. Sở hữu hàng chục triệu follower và liên tiếp có tên trên các mặt báo. Vị trí thứ tư Kim Hạn. Mới đây Kim Hạn khiến người xem chẳng buồn khi xem phim anh chàng xuất hiện với tạo hình không mấy ấn tượng trong tác phẩm cổ trang Quân Cửu Linh. Có thể thấy nam chính Kim Hạn trong vai Chu Toản là hố đen của bộ phim. Anh nhận nhiều gạch đá hơn bao giờ hết so với dàn diễn viên còn lại của Quân Cửu Linh. Thậm chí sau khi lên sóng, Quân Cửu Linh đã nhận về hàng loạt lời chê bai từ khán giả, từ ngoại hình nam chính kém sắc thiếu sức hút, đến phần võ thuật lạm dụng của cảnh quay slow motion quá nhiều, chưa kể nội dung lại còn thiếu chiều sâu. Khán giả vốn đã mất thiện cảm với Kim Hạn vì đời tư lùm xùm. Trên phim Quân Cửu Linh, Kim Hạn cũng không hợp với tạo hình cổ trang, diễn xuất hình nhiều lỗ hổng, gây tranh cãi. Sự việc này càng khiến cho khán giả cho rằng anh không xứng đôi khi đóng cùng Bành Tiểu Nhiễm. Thứ ba, Dịch Dương Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ được xem là nam diễn viên trội nhất trong dàn sao thế hệ mới của làng giải trí hoa ngữ. Anh chàng cũng là nam chính của bộ phim có doanh thu phòng vé lên tới 5 tỷ, 17,6 nghìn tỷ đồng. Dẫu vậy, Dịch Dương Thiên Tỷ lại phải chịu trái đắng khi may mắn lọt vào danh sách này. Rất nhiều cộng đồng mạng đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi Dịch Dương Thiên Tỷ lọt top. Anh chàng sở hữu lượng fan khổng lồ, luôn dõi bước theo hành trình sự nghiệp, vậy nhưng nhan sắc lại vấn đề gây tranh cãi. Cách đây không lâu, một blogger đã chia sẻ tấm ảnh cũ của thành viên TFBOYS, cho thấy nước da sần sùi không căng mịn. Vì rùa khác xa so với những tấm hình Photoshop lung linh. Thứ hai, Thành Nghị. Nhờ vào bộ phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị đã được khán giả biết đến nhiều hơn và còn được công nhận diễn xuất ngày một tiến bộ. Bộ phim truyền hình Lưu Ly Mỹ Nhân Sát trước khi phát sóng đã nhận được nhiều cư dân mạng trông chờ vì đây là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Thập Tử Lang. Nhưng đến khi bộ phim phát sóng thì lại bị ném đá, nhan sắc của các diễn viên như Thành Nghị không được đẹp. Vị trí đầu tiên, Vương Nhất Bác. Thật bất ngờ đến ngã ngửa khi mỹ nam Vương Nhất Bác lại dẫn đầu ở danh sách top 4 nam diễn viên xấu trai của Cbiz. Nổi đình nổi đám nhờ Trần Đình Lệnh, Vương Nhất Bác trở thành sao nam được săn đón nhất nhì Cbiz trong những năm trở lại đây. Tuy nhiên, nhan sắc của ngôi sao này vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cũng từ thành công sau bộ phim này, Vương Nhất Bác liên tục xuất hiện trong những dự án nghệ thuật mới và là cái tên yêu thích của nhiều nhãn hàng. Không quá lời khi nói rằng, trong giai đoạn từ năm 2019-2021 là khoảng thời gian thành công rực rỡ của Vương Nhất Bác. Nguyên nhân khiến nam diễn viên miễn cưỡng phải góp mặt trong danh sách này là vì những nhân vật do anh thể hiện trên màn ảnh cổ trang như Lam Vong Cơ của Trần Đình Lệnh, Tạ Dẫn của Hữu Phỉ đều bị cho là khác xa so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc, khiến cho fan nguyên tác không hài lòng mà bỏ phim. Theo bằng chứng được đưa ra, Vương Nhất Bác đã chỉnh sửa ở phần mũi và cằm với những động trạng cụ thể như thu hẹp cánh mũi, nâng mũi, làm thon cằm. Ngoài top 4 như đã liệt kê ở trên, còn có những ngôi sao nổi tiếng cũng không may mắn lọt vào danh sách như Chu Nhật Nong, Tiêu Chiến, Đinh Vũ Hề và Nhậm Gia Luân. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!